Kính thưa tất cả các chú anh chị quý khán giả đang xem kênh Hoàng Xanh. Video này là video hôm trước Hoàng Xanh rất là hoan hỷ khi được đi làm từ thiện chung với sư cả của chùa Sằng Ke. Thì do là sự kết nối từ bé Thảo thì bé Thảo nói là sư muốn đi làm từ thiện cùng với Hoàng Xanh để cho quý khán giả có thể biết tới sư, tại vì sư cũng có hay đi làm từ thiện. Cho nên thì do sự kết nối của bé Thảo thì Hoàng Xanh hôm đó thì có đi làm từ thiện chung với sư và đi chung với Thảo luôn. Thì trong lúc đó video này thì Xanh còn đi chung với bé Thảo, còn bây giờ thì bé Thảo và mẹ bé Thảo có nói là không có muốn đi làm từ thiện nữa. Cho nên thì Hoàng Xanh cũng coi như là mọi sự đã tùy duyên đi. Cho nên thì Xanh muốn đăng video này để cho tất cả các chú chị với khán giả có thể biết tới sư phong của chùa Sằng Ke. Nếu các chú chị với khán giả nào có xem video này thì muốn giúp đỡ hoàn cảnh thì có thể liên hệ với sư nha. Kính chúc cho toàn thể tất cả các chú chị với khán giả trong và ngoài nước luôn hoan hỷ bình an và mọi sự tốt đẹp trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chào toàn thể tất cả các chú chị với khán giả đang xem của Hoàng Xanh nha. Mặc dù ngày hôm nay thì Hoàng Xanh với bé Thảo với Hoàng Anh với anh Hoàng Bảnh có đi phát gạo cho bà con nghèo, nhưng mà ngày hôm nay thì hữu duyên Xanh được đi cùng một vị sư. Bà Trầm Đêm Xua Cụ. Kính thưa tất cả các chú anh chị, đây là sư phong, là sư chủ trì của chùa Sằng Ke ở xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng. Thì ngày hôm nay thì sư có liên lạc với Hoàng Xanh, sư nói là có một hoàn cảnh khó khăn mà sư thì cũng thường hay đi giúp hoàn cảnh khó khăn lắm, giống như là tiền của bà con cô bác là cúng dường cho sư thì sư chích ra sư đi thăm những hoàn cảnh khó khăn đó. Thì sư nói là có một hoàn cảnh này sư rất là mong muốn là gặp Hoàng Xanh, để mà nói chung là muốn gặp một lần để cho biết luôn. Bây giờ thì Xanh không có chia sẻ được nhiều, bây giờ Xanh để cho sư chia sẻ rồi Xanh sẽ dịch cho bà con để cho sư nói tiếng Khmer đi. Bạch Kim Rik Su Cụ ngày nay cả đã có sáu bảy rik rê đấy bị bột tha men nì say đang chuột ban cụ hay cụ đất non mau màu mơ nè cầm sọt nó không nắng cụ cụ mấy arom chọn vậy ấy cụ bị bột tha tháng có đăng Hoàng Xanh vô na hơi đây xa chuối định khang sập đọt sập thò nữa khang từ thiện lắm của ban chia trận đây hay đi thoáng còn nó trong đó trường bát mà nó nhặt cỏ cả trận đây quan tán cái tha mà khơi nhặt cỏ cái ta tẹt mười đứng nữa tha cầm sọt mệt tên chẳng hay tham mà tẹt tuôn vàng xanh nữa cái tha đầm bay màu thay đứng tàu cho một đợt tẹt bồn nữa đầm bay mơ của sa bồn nữa đi thang này cỏ lùm bả anh chừng nữa của hay tham mà tha đi tha tham mà khang chừng đấy quan tán khang từ thiện chừng đấy quan tán tham mà chuôi mình bán cục quản chân á, chuôi còn ban ta là nhà ban tình chuôi chân nữa, bán chợ chân á, bùa. Kính thưa tất cả các chú anh chị, thì Xanh sẽ được phép dịch lại lời của sư chia sẻ. Thì sư nói là sư là cũng là một vị sư trong chùa, cũng như là bận rất là nhiều việc tại sư chủ trì mà, nhưng mà sư rất là muốn đi làm việc thiện nguyện, cho nên thì sư thấy Hoàng Xanh đi làm thiện nguyện thì sư rất là vui, cho nên thì sư muốn gặp Hoàng Xanh một lần để có gặp trực tiếp ở ngoài đời. Và sau đó thì sư nói là có hoàn cảnh như thế này thì cũng mong nếu mà hữu duyên Hoàng Xanh có thể tới thăm. Thì Xanh thấy như vậy rồi thì thôi, một lần mình cũng tới đây rồi, mình cũng muốn gặp đảnh lễ sư rồi mình cũng tới thăm bà con luôn xem hoàn cảnh thế nào. Bây giờ mời cả nhà mình sẽ vào trong gia đình sẽ thăm hoàn cảnh nha cả nhà. Nhà này dạ, nhà này sư ạ. Chị ở đây ở với ai? Chị sống với ai? Em ở với con. Con hả? Dạ. Chị năm nay nhiêu tuổi rồi chị? Dạ em 34 tuổi. 34 tuổi hả? Rồi chị làm việc gì mỗi ngày? Em nếu mà lúa thì em đi móc lúa. Vậy là móc lúa này lúa mót đó hả? Dạ. Rồi bên kia là nhà ai? Hai nhà kia? Nhà của mẹ với nhà của em. Rồi gia đình mình có ruộng đất gì không? Dạ không. Rồi cái nhà mình sao mình không sửa lại để nó sập, mấy cái cây này sập rồi sao? Em cũng gắng đi làm nhưng mà làm không có dư. Vì có con mấy đứa? Hai đứa nào? Dạ. Đứa gái này phải không? Dạ đứa với đứa trai. Đứa trai đó hả? Dạ. Đứa trai nào? Đứa trai phía sau đó không? Dạ. Có đi học không? Dạ chưa. Chưa đi học luôn, mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Dạ, rồi đó là mẹ hả? Dạ. Dạ con chào bà. Rồi đây là ai đi? Em dâu. Em dâu, rồi gia đình là coi như là ba gia đình là coi như trong ruột mình luôn ha. Dạ. Rồi chồng đâu rồi chồng? Chồng em bỏ lâu rồi. Chồng bỏ lâu rồi. Bà, sư nói ngồi đi đây không? Bà, cụ con á, cụ con á, để sư ngồi cho chú chị. Cụ con á, cụ con, không sao. Bán em ở đây đi. Bắt. Dạ. Hình chứng cụ lộ cụ anh dễ Pet Việt Nam đó. Đồng bài ơi, mẹ mình
Bịt voi sạch Việt Nam nó sẽ đáp bán. Sanh nói là bây giờ thì sư có thể nói tiếng Việt để cho bà con cô bác có thể là xem được hết trong kênh. Dạ thì sư cho con hỏi là giống như hoàn cảnh này theo sư được biết thì hộ này là thế nào sư ạ? Dạ, nếu mà theo sư nghĩ hộ này là sư mà đi từ thiện nhiều rồi đó, cũng nhiều nhà rồi mà sư thấy hộ này là nghèo nhất. Dạ. Dạ, cũng như là hoàn cảnh khó khăn, nuôi dạ. Hai đứa con. Dạ, dạ, sư có tìm hiểu rồi đó. Dạ. Cái cũng như là em này là làm hồ. Làm hồ phụ hồ một ngày 200 vậy đó, rồi phải không? Cũng như là tháng này là mưa. Thì làm hồ hả? Vừa chồng chia tay hả? Dạ, chồng em bỏ lâu rồi. Vừa chồng có lo cấp dưỡng gì cho không? Dạ không. Ồ, nhỏ gái đẹp gái quá trời, đi học chưa? Chưa. Dạ chưa, biết nói chuyện luôn tiếng Việt luôn kìa, giỏi quá vậy. Ồ, vậy là bây giờ mỗi tháng mình sống sao? Mình đi... Có ai muốn thì em đi làm, còn không thì em ở nhà đi bắt ốc với lặt rau. Ờ, một mình nuôi hai đứa con? Dạ. Ờ, có ai phụ giúp cho mình được vậy không? Dạ. Nhà mình không có ruộng hả? Dạ. Ờ, nhà ở sau hẻm đây ha. Dạ. Ừ, rồi. Rồi vậy thì bây giờ cuộc sống của mình vậy rồi, mình có dự định là mình sẽ đi đâu làm, đi Sài Gòn, Bình Dương vậy không chị? Dạ có. Vậy hả? Sao? Dạ. Sao khóc vậy? Chia sẻ coi nỗi lòng thế nào? Tại vì em thấy em tủi thân cho nên vừa gánh vác hai đứa con mà vừa bị người ta nói này nói nọ. Bị người ta nói sao? Nhằm khi em đi làm có tiền thì người ta nói với em không biết làm cái gì. Nhưng mà tới chừng em ở nhà thì người ta nói em ở không. Lúc em đi làm thì người ta không thấy. Mà lúc em ở nhà vậy coi con em bệnh thì người ta nói em ở nhà là không có đi làm. Thì cuộc sống mà. Bây giờ thì anh nói em nghe nè, có nghĩa là cuộc sống thì mỗi người... Mỗi nhà, mỗi hoa, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh. Thì bây giờ mình đừng có quan tâm đến cái chuyện người ta nói, đúng không sư? Ví dụ như cuộc sống mà mình đừng có bận tâm, không nghe, không biết, không thấy đi. Mình cứ lo cái việc của mình cứ sống tốt là được rồi. Còn ví dụ như bây giờ mình bận tâm cái việc của người khác như vậy, mình rất là phiền não. Đó. Bây giờ quan trọng là em phải đi làm nè, để dạ. Có tiền nuôi con nè, em có dự định đi làm đâu không? Có, tới vụ mà người ta hái cà phê ở trên Lâm Đồng á, thì em cũng có gắng đi làm với mấy đứa em, trai em á. Rồi đi thì hái nhiều á, thì cũng có nhiều thì nó chia nhiều, còn ít thì chia ít vậy. Chừng nào có việc làm á, thì em cũng gắng đi làm. Nhằm khi con em ở nhà, nhằm khi nó bệnh hoài, nhằm khi em cũng hay bệnh nữa. Bệnh gì em bị bệnh gì? Em thì không biết sao mà em thấy mệt là em thấy xỉu vậy á. Rồi nhằm khi em đau bụng, mấy bữa nay em cũng đau bụng nữa. Rồi mình có chơi đề chứ gì không? Nhậu gì không? Dạ không, không có hả? À, vậy là không được khỏe ha. Dạ. Còn trẻ mà thôi, gắng làm đi em ha, gắng làm nuôi con. Dạ. Bây giờ chuẩn bị đi hái cà phê hả? Chừng nào tới mùa mấy em đi. Còn bây giờ nuôi con. Dạ. Thì đi mót lúa mỗi ngày hả em? Dạ. Ở đây có công việc gì để làm nữa không ngoài mót lúa? Dạ không, tại vì không có xe đi làm ở bên Sóc Trăng á. Không có xe hả? Dạ. Nhằm khi em không dạ, có biết chữ nữa. Dạ. Cũng như là hồi đó sơ có đến nhà em nó cái qua rồi cái sư hỏi em nó cũng như là nếu mà Sóc Trăng mình cũng có việc làm nhưng mà em nó không có xe không có xe đi, thành ra cũng như là nếu muốn đi làm hải sản đó thành ra phải có xe, tại vì em nó cũng như là ngồi xe. Dạ xây xe là ngồi xe lớn không có được. Vậy là không ngồi xe lớn được hả? Bây giờ mình tập đi không ngồi được luôn hay sao? Ví dụ tập tại ngày này qua ngày kia ngồi cũng được nhưng mà em đi là em thấy vô là em phải ngủ nằm ngồi đó ói hoài luôn. Vậy hả? Dạ. Xây xe, cái nỗi khổ xây xe ha. Mình có lên mạng mình coi có cách nào mình chữa xây xe không? Cũng có tìm em cách gì không? Không biết. Tại vì nếu mà gì em mà cái chuyện mà xây xe không mà mình không đi làm được cái đó là dở lắm nha. Em đâu có biết chữa. Tại vì có nhiều người đó, cô chú anh chị có nhiều người là lúc trước á là rất là say xe nhưng mà khi mà tập lái xe hay là đi một thời gian á là quen luôn rồi. Sanh có nghe nói như vậy. Cho nên thì nếu mà vấn đề mà do say xe để mà em không đi làm được là hơi tiếc nha. Tại vì có thuốc cũng uống nhưng mà có thuốc uống nhưng mà không thể uống mỗi ngày được, đúng không?
Chứ là phải tập luôn cho xây xe. Em nó cũng như là xây xe vậy, nếu mà kiếm công việc này không có phù hợp với em nó và em nó cũng kiếm công việc khác làm. Dạ, cũng đi móc lúa lại ha. Dạ. Cũng như là đi làm hồ. Đi làm hồ luôn. Trời mưa dầm. Trời mưa thì về nhà. Dạ. Rồi làm dặm lúa rồi làm cỏ này nọ em nó cũng làm, rồi đi bắt ốc của em nó cũng có. Dạ. 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 Như vậy chứng đó, chứng. Dạ. Đây em cũng không có rành tiếng Việt. Rồi không sao. Rồi vậy thôi, bây giờ em cố gắng làm để tìm phương án đi. Bây giờ anh Hoàng Xanh tới đây thăm với sư thì tại vì hoàn cảnh em á thì nói chung là cô chú chị thì thấy cái nhà cũng nói chung là cũng cũ gách nát rồi. Thì nếu mà Xanh thì cũng ở xa lắm, tại Xanh ở tuốt ở dưới kia lên cho đây, ở đây cũng gần đi chút xíu là tới phà đúng không sư? Dạ đúng. Xíu là tới phà lại ngãi qua Trà Vinh rồi đó thì cũng hơi xa đối với Xanh. Thì bây giờ thế này nè, em tên gì em chia sẻ lại cho anh. Dạ em Lý Thị Ngọc Liên. Năm nay bao nhiêu tuổi? Em 34 tuổi. À 34 tuổi hen rồi. Dạ. Vậy thì bây giờ Ngọc Liên anh nói thế này nè, bây giờ thì bữa nay em đủ duyên lành được sư tới thăm cũng một hai lần rồi hen. Dạ. Nói chung là sư cũng quan tâm tại sư thấy gia đình em khó khăn. Dạ. Nên thì sư rất là xót, sư có tâm sự với anh là thấy những hoàn cảnh khó khăn mà sư không giúp được cho nên thì sư rất là xót. Thì với một vị chân tu như vậy thì gặp hoàn cảnh khó khăn thì thương rất là thương xót của chú chị, cho nên thì sư muốn Xanh tới đây. Cho nên thì Xanh tới đây thì Xanh cũng không có thể tìm hiểu sâu xa hơn nữa, nhưng mà Xanh cũng mong nếu mà sư có thời gian á sư. Dạ. Sư có thể tới thăm. Dạ. Và ngày hôm nay thì Xanh muốn chia sẻ tất cả các chú anh chị, nếu mà cô chú anh chị có lòng hảo tâm giúp cho bé Liên, cô chú anh chị có thể liên lạc với sư, tại vì sư có thể biết được là nên nhận bao nhiêu hay là gia đình nó thế nào để mà cô chú anh chị có thể giúp đỡ. Bây giờ thì sư có thể cho con xin số điện thoại của sư để cho bà con cô bác có thể liên hệ với sư ạ. Dạ. Dạ. Cũng như là số điện thoại của sư là 0358705324. Dạ, dạ số điện thoại của sư đó. Dạ. Sư tên là sư Phong, chủ trì chùa Sàng Ke, hoặc là cô bác anh chị có tới chùa Sàng Ke, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng thì sẽ gặp sư nha các chú anh chị. Kính thưa tất cả các chú anh chị, ngày hôm nay thì có sư ở đây, sư Phong ở đây rồi, hoàn cảnh của em Liên ở đây thì em Liên đúng không? Dạ. Ok. Rồi, hoàn cảnh của em Liên ở đây thì Hoàng Xanh cũng xin được phép trích tiền mạnh thường quân một chút xíu để cho bé Liên có thể mua gạo nha các chú anh chị. Kính thưa quý chú anh chị với khán giả, thì Xanh xin được phép trích số tiền của cô giấu tên ở thành phố Hồ Chí Minh là 1 triệu đồng, và số tiền của cô Nghiêm ở cũng ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ủng hộ cho 1 triệu đồng nữa, là tổng cộng là 2 triệu. Thì bây giờ thì thế này nè, tại vì thứ nhất là em biết không, anh biết là hoàn cảnh em còn nói như là còn khó khăn như vậy rất là nhiều, nhưng mà có cái em còn sức, em còn trẻ. Dạ. Cho nên anh chỉ giúp cho em số tiền để em mua gạo thóc lo cho con em thôi, coi như dạ. là cái duyên do sư kết nối. Dạ. Hen. Cho nên thì anh sẽ giúp cho em số tiền là coi như là 1,5 triệu đi hen. Dạ. Rồi 500 ngàn này của chú chị tổng cộng 2 triệu, 500 ngàn này anh sẽ gửi cho bà. Dạ. Dạ bà ơi, con đại diện mạnh thường quân cho bà 500 ngàn. Tại của chú chị sư có chia sẻ nói là bà đang bị bệnh. Bà bị bệnh sao sư ạ? Sư có thể chia sẻ lại cho con. Dạ, tại bà cũng bệnh 2-3 căn bệnh. Dạ. Bệnh tim, bệnh 2-3 căn bệnh. Thì chị ơi, thì những người nghèo họ bệnh nhiều khi họ không có thuốc uống luôn á, nhưng mà thôi mình tùy duyên của chú chị, mình giúp được người ta bao nhiêu mình giúp thôi, cứ tùy duyên tùy hỷ, giống như là đi chùa làm phước của sư, cũng như là mình không có nói là giúp ít giúp nhiều gì hết, hay là giúp thì nó không thể nào mà giúp hết được, nhưng mà tùy duyên tùy hỷ đi. Giống như bản thân con làm thiện nguyện cũng vậy, con đâu biết là một ngày nào đó con có làm được bao lâu nữa đâu. Dạ. Cho nên là tùy duyên sư hen. Dạ, dạ. Mọi sự đều tùy duyên. Đây bà không được khỏe đây. Đây gửi cho bà 500 ngàn, chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn con. Dạ rồi bà mua thuốc uống đi. Đó của chú anh chị nhà như vậy đó. Nhà có nhà này. Dạ. Nhà này nha, của em còn nhà chị. Đó là con của cô là 3 người hết trơn luôn hen. Con. Đây là nhà của bà nè, của chú anh chị. Gạch nát hết trơn rồi. Mẹ không có gì giúp tụi con hết. Dạ cũng bất lực bà ha. Dạ. Dạ rồi. Rồi chúc bà nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn con. Dạ dạ rồi. Dạ rồi bây giờ mình giúp xong rồi thì cứu cái lúa này nữa mình đi chà gạo ăn hả? Dạ. À, móc được vô đây. Dạ. Dạ. Không mình đi lụm lúa nhiều khi mình có phước. Dạ. Tại vì lúa thóc mà mình bỏ sót á thì tội lắm, mà mình gom lên vậy thì mình giống như mình lụm hạt ngọc lên vậy á. Dạ. Rồi sư có đôi lời chia sẻ gì không sư ạ? À? Dạ cũng như là bữa hôm nay được Hoàng Xanh qua thăm những hộ gia đình nghèo khó trong bổn chùa của sư á, thì sư cũng mừng. Hôm nay cũng như là Hoàng Xanh mà đến thăm hộ nghèo mà sư có nói với Hoàng Xanh đó, giới thiệu cho Hoàng Xanh biết hộ nghèo đó, rồi cũng như là quý Phật tử, cũng như là Hoàng Xanh nói hồi nãy, cũng như là quý Phật tử cũng có gửi tiền cho em nó một phần là xây sở trong gia đình, mua gạo cho nuôi con.
Dạ, sư cũng thay mặt cho em nó, cũng như là sư chúc cho tất cả các quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, luôn hưởng được bốn pháp, sống lâu sắc đẹp, yêu vui sức mạnh. Nếu như là quý Phật tử có cầu nguyện những điều gì tốt đẹp đến cho bản thân cũng như là trong gia đình cũng sẽ đạt được như ý nguyện. Dạ, mà sư cũng chúc cho vàng xanh cũng nhiều sức khỏe để giúp cho người nghèo nha. Dạ, cảm ơn sư. Dạ, dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin ạ. Kính thưa tất cả các chú chị với khán giả đang xem cơ hoàng xanh, hôm nay thì xanh cảm thấy rất đủ duyên, bởi vì tuy rằng là xanh không có thời gian nhiều cũng như là thăm em gái này, cũng như là trong cái thời gian cũng là cấp tốc, do là xanh cũng đang đi ngang chùa thì xanh ghé thăm sư luôn. Sư của xanh cũng nói bây giờ hoàn cảnh nào có thể là xanh đi được thì xanh đi, còn hoàn cảnh thì nhiều lắm, cho nên thì tuy rằng thăm em gái này là một cái sự tích tắc, nhưng mà xanh cảm thấy là một cái duyên lành, bởi vì xanh lần đầu tiên xanh được đi thăm hoàn cảnh cùng với một vị sư, một vị sư có tấm lòng làm thiện nguyện như vậy. Cho nên thì nếu cô bác nào có xem kênh Hoàng Xanh mà thấy sư, có thể liên lạc với sư, có thể chia sẻ những cái nỗi khó khăn của bà con khó khăn, tại sư thường đi phát gạo hay là muốn chia sẻ những hoàn cảnh của bác bệnh tật á, tại sư nói là số tiền mà bà con là coi như cúng dường cho sư hoặc là giúp cho sư á thì có được chút ít, nhiều khi thấy bà con nghèo đó thì sư cũng xót lắm, nhưng mà thôi tùy duyên. Và xanh cũng gửi lời của sư đến tất cả các chú chị với khán giả, đặc biệt là những vị mạnh thường quân có lòng hảo tâm giúp cho hoàn cảnh nghèo được những hưởng những điều pháp mà sư đã chia sẻ. Bây giờ thì xanh cũng xin được phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các nhà mình ạ.